RAM là gì? Bộ nhớ RAM dùng để làm gì? Xin chào mọi người, trong video này chúng ta sẽ nói về một trong những thành phần quan trọng nhất của máy tính. Đó chính là bộ nhớ lưu trữ tạm thời, cái mà mọi người thường gọi là RAM. RAM được viết tắt từ Random Access Memory. RAM được kết nối với bo mạch chủ thông qua các module được gọi là DIMM. DIMM là viết tắt từ Dual Inline Memory Module. DIMM là một module nội tuyến kép vì nó có hai hàng chân độc lập, mỗi hàng chân ở mỗi bên. Một module bộ nhớ DIMM có thể có 168, 184, 240 hoặc 288 chân. Sau khi đã được gắn RAM vào, DIMM sẽ được gắn lên trên bo mạch chủ trong các khe cắm bộ nhớ. Một bo mạch chủ có thể có nhiều khe cắm bộ nhớ. Trung bình, một bo mạch chủ thường sẽ có từ 2 đến 4 khe cắm bộ nhớ. Để dữ liệu hoặc các chương trình máy tính có thể chạy trên máy tính, trước tiên nó cần phải được tải vào RAM. Ban đầu, dữ liệu hoặc các chương trình máy tính đã được lưu trữ ở trong ổ cứng. Sau đó, từ ổ cứng, chúng sẽ được tải vào RAM. Ngay khi đã được tải vào RAM, thì vi xử lý CPU có thể truy cập dữ liệu này hoặc chạy các chương trình máy tính này. Trong quá trình hoạt động này, nếu dung lượng bộ nhớ của RAM quá thấp, thì nó có thể không chứa được tất cả dữ liệu mà vi xử lý CPU cần. Khi điều này xảy ra, một phần dữ liệu sẽ phải được lưu trên ổ cứng để bù cho bộ nhớ thấp của RAM. Vì vậy, thay vì tất cả dữ liệu chỉ cần đi từ RAM đến vi xử lý CPU, thì giờ đây RAM phải thực hiện thêm công việc là quay ngược lại ổ cứng để lấy thêm dữ liệu từ ổ cứng để tiếp tục gửi cho CPU. Và khi điều này xảy ra, nó sẽ làm chậm máy tính của bạn. Vì RAM phải thực hiện nhiều công việc hơn, đồng thời ổ cứng thường có tốc độ xử lý chậm chạp hơn so với RAM. Để giải quyết vấn đề này, tất cả những gì bạn cần làm là tăng dung lượng RAM trên máy tính. Và bằng cách tăng RAM, nhiều dữ liệu có thể sẽ được tải vào RAM hơn mà không cần phải liên tục truy cập vào ổ cứng chậm chạp. Kết quả là máy tính của bạn sẽ hoạt động nhanh hơn. Đây cũng là lý do tại sao một máy tính có nhiều RAM thường có xu hướng hoạt động nhanh hơn một máy tính có ít RAM hơn. Không giống như ổ cứng của máy tính, trong quá trình hoạt động, RAM cần được cung cấp nguồn điện liên tục để có thể lưu trữ dữ liệu. Nếu ngừng cung cấp nguồn, thì dữ liệu trong RAM sẽ bị mất. RAM cũng có nhiều loại khác nhau như RAM động, Dynamic RAM. Về mặt vật lý, RAM động lưu trữ mỗi bit dữ liệu trong một tụ điện riêng bên trong mạch tích hợp. Tụ điện có thể được nạp hoặc xả. Hai trạng thái này đại diện cho hai trạng thái của một bit có giá trị là 0 hoặc 1. RAM động được gọi là động vì nó cần được làm tươi, refresh hoặc nạp điện sau mỗi khoảng thời gian vài mili giây để bù đắp cho sự rò rỉ điện của tụ điện. Vì tụ điện bị rò điện nên nếu không được làm tươi hoặc nạp điện lại đều đặn thì các bit dữ liệu lưu trên RAM động sẽ mất dần. Một loại bộ nhớ khác được gọi là SDRAM, viết tắt của Synchronous Dynamic RAM. Loại bộ nhớ này là cái mà đang được sử dụng ngày nay trong RAM DIMM. SDRAM cũng có các tụ điện như DRAM. Sự khác biệt giữa SDRAM và DRAM về cơ bản là tốc độ. Công nghệ DRAM cũ hoạt động không đồng bộ với tốc độ xung nhịp của vi xử lý CPU. Về cơ bản là nó chạy chậm hơn vi xử lý CPU. Nhưng với SDRAM có thể chạy đồng bộ với tốc độ xung nhịp của vi xử lý CPU. Đó là lý do tại sao nó chạy nhanh hơn DRAM. Tất cả các tín hiệu của SDRAM được đồng bộ với tốc độ xung nhịp của CPU để kiểm soát thời gian tốt hơn. Như đã trình bày lúc đầu, RAM gắn trên bo mạch chủ thông qua module được gọi là DIMM. Các DIMM sẽ có dung lượng bộ nhớ khác nhau. Hiện tại, chúng thường dao động từ 128MB đến 32GB mỗi DIMM. SDRAM cũng có nhiều tốc độ hoạt động khác nhau. Trước khi nói về tốc độ của RAM, chúng ta cần hiểu một số khái niệm sau đây. Thuật ngữ đường dẫn dữ liệu 64-bit hoặc 32-bit được dùng để chỉ số lượng bit dữ liệu được truyền tại một thời điểm hoặc trong một chu kỳ xung nhịp. Càng có nhiều bit dữ liệu được truyền đi trong một chu kỳ xung nhịp, thì máy tính sẽ càng chạy nhanh.
Ví dụ, khi bạn thấy một DIMM có đường dẫn dữ liệu 64 bit, điều đó có nghĩa là chúng có thể truyền được 64 bit dữ liệu cùng một lúc tại một thời điểm. Trước khi DIMM ra đời, thế hệ cũ của module RAM được gọi là SIM, và SIM có một đường dẫn dữ liệu 32 bit, nghĩa là nó chỉ có thể truyền được 32 bit dữ liệu cùng một lúc tại một thời điểm. Đó là lý do tại sao DIMM nhanh hơn SIM, vì chúng có thể truyền gấp đôi dữ liệu trên mỗi chu kỳ xung nhịp. Khái niệm 1 bit hoặc 1 bit dữ liệu là dạng dữ liệu nhỏ nhất mà máy tính đọc được, bởi vì trong thế giới điện toán, máy tính chỉ hiểu được những giá trị là 0 hoặc 1. Đó là hai giá trị mà có thể biểu thị bằng 1 bit dữ liệu. Đơn vị kế tiếp của bit là byte, 8 bit bằng 1 byte. Vì vậy, nếu một DIMM bộ nhớ có đường dẫn dữ liệu 64 bit, thì điều đó có nghĩa là nó có đường dẫn dữ liệu rộng 8 byte, vì 64 chia cho 8 bằng 8. Quay trở lại với SDRAM, nó có nhiều mức tốc độ khác nhau. Ví dụ, một thanh SDRAM cũ vào cuối những năm 1990 có thể được gắn nhãn là PC100. Số 100 có nghĩa là tốc độ tối đa mà nó hoạt động là 100 MHz. Vì SDRAM chỉ có các module 64 bit như chúng ta đã đề cập ở trên, nên nó có một đường dẫn dữ liệu rộng 8 byte. Bây giờ, để tính ra giá trị băng thông tối đa của PC100, bạn chỉ cần nhân 100 MHz với 8 byte thì kết quả sẽ là 800 MB trên giây. Điều đó có nghĩa là một thanh SDRAM cũ với nhãn là PC100 thì nó có thể truyền dữ liệu với tốc độ tối đa là 800 MB mỗi giây. Tương tự, đối với một module SDRAM có nhãn là PC133, bạn nhân 133 với 8 sẽ bằng 1066. Vì vậy, tổng băng thông cho PC133 bằng 1066 MB mỗi giây. Về mặt kỹ thuật thì 133 x 8 thực sự chỉ bằng 1064 thôi, nhưng 1066 mới là chính xác, vì tốc độ xung nhịp thực tế là 133,3333. Nên nếu lấy 133,3333 x 8 thì sẽ được làm tròn thành 1066. Có một loại bộ nhớ khác được gọi là RDRAM, được phát triển bởi Rambus Inc. và họ đã phát triển RIM, viết tắt của Rambus Inline Memory Module. RIM có 184 chân và trông tương tự như DIMM, chỉ khác vị trí các rãnh dưới cùng nằm ở trung tâm của module. Vào năm 1999, RIM là bước đột phá về tốc độ của bộ nhớ. Nó chạy ở tốc độ 800 MHz, nhanh hơn đáng kể so với SDRAM, chỉ chạy ở mức 133 MHz tại thời điểm đó. Khi công nghệ ngày càng phát triển, tốc độ của vi xử lý và đường dẫn dữ liệu cũng đã nhanh hơn. Một công nghệ RAM mới đã được phát triển để theo kịp tốc độ nhanh hơn của máy tính. Công nghệ mới hơn này được gọi là DDR, viết tắt của Double Data Rate. Nó sẽ gửi gấp đôi lượng dữ liệu trong mỗi chu kỳ xung nhịp so với thế hệ không phải DDR. Trong khi ở những thế hệ RAM cũ chỉ sử dụng cạnh lên của tín hiệu xung nhịp để truyền dữ liệu. Nhưng đối với DDR, nó sẽ sử dụng cả cạnh lên và cạnh xuống của tín hiệu xung nhịp để gửi dữ liệu. Điều này đã cho phép DDR có khả năng gửi gấp đôi lượng dữ liệu. Đây là minh họa sự khác biệt giữa DDR và thế hệ RAM cũ. Mặc dù tín hiệu xung nhịp của hệ thống đang dao động ở cùng một tốc độ cho cả hai module RAM, nhưng module DDR RAM có thể gửi gấp đôi lượng dữ liệu vì nó tận dụng cả hai cạnh lên và cạnh xuống của tín hiệu xung nhịp. DDR được dán nhãn theo nguyên tắc khác so với RAM không phải là DDR. Trên nhãn của DDR RAM có thể bao gồm cả tốc độ xung nhịp và tổng băng thông trong tên của nó. Ví dụ như một DIMM DDR có nhãn DDR333PC2700, trong đó số 333 có nghĩa là tốc độ xung nhịp và số 2700 là tổng băng thông thực tế. Bạn có thể kiểm tra con số 2700 này bằng cách lấy 333 MHz nhân với 8 byte thì sẽ bằng 2700 MB mỗi giây. Đó là lý do nó có tên là PC2700. Công nghệ mới ra sau DDR là DDR2. DDR2 nhanh hơn DDR vì nó cho phép tốc độ bus cao hơn và gửi gấp đôi lượng dữ liệu so với DDR.
và nó cũng sử dụng ít năng lượng hơn DDR. Một DIMM DDR2 có 240 chân so với DDR chỉ có 184 chân. DDR2 được dán nhãn giống như DDR, nhưng với một sự khác biệt nhỏ là có số 2 phía sau chữ DDR và phía sau chữ PC. Ví dụ, DIMM DDR2 có thể được dán nhãn DDR2-800, PC2-6400. Vì vậy, đó là cách bạn có thể xác định bộ nhớ DDR2 thông qua nhãn của nó. Ngay sau DDR2 là DDR3. DDR3 nhanh gấp đôi so với DDR2 và nó cũng sử dụng ít năng lượng hơn DDR2. Cũng giống như DDR2, DDR3 cũng có 240 chân, nhưng các rãnh sẽ ở các vị trí khác nhau. Vì vậy, bạn không thể đặt mua DIMM DDR3 để cắm vào khe RAM được tạo cho DDR2. Trong thực tế, bo mạch chủ được tạo ra để hỗ trợ một loại bộ nhớ nhất định. Vì vậy, bạn không thể trộn lẫn giữa DDR1, 2, 3 hoặc 4 trên cùng một bo mạch chủ. Một ví dụ về DDR3 sẽ là DDR3 1600, PC3 12800. Và thế hệ thứ tư của DDR, SDRAM là DDR4. DIMM DDR4 có 288 chân và nó cũng sử dụng ít năng lượng hơn so với thế hệ DDR trước đó. DDR4 cũng cung cấp tốc độ cao hơn DDR3, chẳng hạn như DDR4 4266, PC4 34100 có băng thông tối đa đáng kinh ngạc là 34100 MB mỗi giây. Trong các hệ thống có yêu cầu cao, nơi mà các sai sót về dữ liệu trong bộ nhớ là không thể chấp nhận được. Chẳng hạn như máy chủ kiểm soát dữ liệu tài chính, dữ liệu y tế khẩn cấp hoặc dữ liệu chính phủ, v.v. Những máy chủ này không thể ngừng hoạt động vì bất kỳ lý do gì. Và đó là lý do tại sao những máy chủ đó phải sử dụng module RAM ECC. ECC là viết tắt từ Error Correcting Code. RAM ECC là loại RAM có khả năng điều khiển được dòng dữ liệu truy xuất trong nó, giúp tự động sửa lỗi. Khi xảy ra xung đột, RAM ECC chỉ cần yêu cầu gửi lại đúng gói tin bị hỏng. RAM ECC có độ ổn định rất cao, giúp bạn giảm rủi ro và chi phí vận hành toàn bộ hệ thống. Bạn có thể nhận biết liệu một module RAM nào đó có ECC hay không bằng cách đếm số lượng chip bộ nhớ trên module. Một module RAM thông thường, nó sẽ có 8 chip nhớ, nhưng trong module RAM ECC, nó sẽ có 9 chip nhớ. Tôi rất muốn được chia sẻ về nhiều kiến thức khác nhau. Hãy nhấn vào các video xuất hiện trên màn hình hiện tại và tôi sẽ gặp bạn ở đó. Xin cảm ơn vì đã xem đoạn phim này. Và nếu thấy thông tin hữu ích thì vui lòng nhấn thích và đăng ký ở bên dưới nhằm khuyến khích kênh tạo thêm nhiều phim khác.